Hôm nay Quốc xin chia sẻ với các bạn sống ở nước ngoài, Đức, Úc, Canada, Mỹ. Đại khái là các bạn sống ở ngoại quốc mà khi đi về Việt Nam đó, các bạn nên nhớ là hạn chế đi xe gắn máy. Ở Việt Nam bây giờ nó cũng thịnh hành lắm các bạn, nó có cái xe gáp á. Ở Mỹ, tiếng Mỹ là phát âm là grab, mà theo người Việt Nam á, người ta gọi là xe gáp. Xe gáp đó là cái ứng dụng mà giống như bên nước ngoài của mình là xe Uber đó. Đó. Cái lý do mà các bạn nên hạn chế đi xe Honda đó là tại vì các bạn có biết không, ở Việt Nam của mình đó là giống như là cướp giật á, móc túi đồ là nó khắp mọi nơi lắm. Khi mà mình bước xuống phi trường đó là mình là một cái con mồi, có thể người ta sẽ theo dõi mình từ ngay cả phi trường luôn, từng đường cơ nước bước luôn. Một hôm nọ Quốc với cái bà xã của Quốc đó đi ở cái đường Đề Thám, cái số là 28 Đề Thám, thì ở đi ăn ở cái chỗ đó là nó có cái quán là Sài Gòn Vichy đó. Thì không hiểu sao có một cái người nọ đi sau lưng hai vợ chồng của Quốc quay video lén đó. Thì tại vì á, thường thường á là đi những cái khu mà cũng giống như đi mà lang thang vậy á, thì Quốc hay đi sau lưng để giống như là mình nhìn quan sát bà xã bả quải cái giỏ đó các bạn. Mình cũng hơi sợ, nhưng mà tại vì tâm lý phụ nữ mà, phụ nữ là thường thường người ta cứng đầu lắm các bạn đó. Tâm lý nó như vậy nè, các bạn ở nước ngoài từ mấy chục năm thì các bạn bị giống như là bị ít nhiều vậy, các bạn bị ảnh hưởng về cái văn hóa ở nước ngoài. Các bạn về bển các bạn không có một cái sự đề phòng như là cái người ở trong nước. Người ta nói, các bạn biết người ta nói sống ở đâu quen đó, gừng nào cộp nó. Các bạn nhìn kỹ đi, người ở trong nước đi, họ bước ra đường ở Sài Gòn đi, muốn giật của họ không có cái gì để giật, mà giật cũng rất là khó. Cho nên tại sao tất cả người ngoại quốc, người Việt Kiều là một cái con mồi ngon đó. Tại vì Việt Kiều mà người nước ngoài mà đi đâu thì cũng phải thủ tiền, bọc tiền trong người. Mình đi về du lịch, mình ăn xài mà. Đó. Thì cái cách mà để mình chống trộm cướp đó là mình đi xe taxi hay là mình đi xe gáp. Xe gáp đi taxi gì cũng được. Mình đi một cái cuốc như vậy là cỡ khoảng 2 đô trở lại à. Trong nội thành á, Quốc đại khái Quốc nói vòng vòng ở quận nhất á, mình đi ra chợ Bến Thành ăn uống chỗ này chỗ kia khoảng 30 mấy 40 ngàn tiền Việt Nam đổ lại mà thôi, mà nó bảo vệ được cái tánh mạng của mình. Còn mà mình ngồi xe gắn máy á, phải không, lỡ như mà mình va chạm hay cái gì cũng vậy nữa, nó sẽ lật xe đồ tất cả. Quốc chứng kiến cái chuyện này nè, cách này khoảng chừng 2-3 tuần. Thì ở Vĩnh Long á, ở bên Tâm Bình á, Tâm Bình, huyện Tâm Bình đó, là đi vô trong cái vườn phải không, thì nó có một cái con đê nhỏ cho xe Honda người ta chạy từ ở huyện đi vô vườn đó. Hai cái xe Honda ôm đi ngang qua vậy nè, bắt đầu hơi đứng kiểu như hơi dịnh tránh sao đó mà bất cẩn đó, cái ông xe Honda ôm đó ổng lăn xuống bờ mương luôn, làm cái bà hành khách đó, cái cô phụ nữ đó bị đè bẹp cổ xuống dưới cái đường mương luôn. Đó là Quốc chứng kiến. Nói chung á là hạn chế đi xe gắn máy, ok. Đừng có chủ quan quá, nói mình lái xe gắn máy đồ dễ đồ này nọ, các bạn đừng có nói như vậy. Người ở trong nước á, các bạn biết không, tài xế cụ cứng cáp lắm mà người ta còn bị lật xe lật đồ nữa. Đừng có bao giờ mà mình không có thực tế. Tâm lý con người á, thường thường mình hay giống như là mình hay có cái ảo giác, giống như là cái cảm xúc của mình không có nghĩ cái thực tế. Ok. Đó.
Thì tại sao mà mấy cái người ăn trộm ăn cướp ở Việt Nam người ta biết bạn, người ta theo dõi bạn, là đại khái là như vậy. Mỗi một khi mà các bạn đi bất cứ một cái chỗ nào, các bạn mua sắm vô chợ Bến Thành này nọ đó, thì các bạn rút tiền ra, chi tiền ra tiền vô, các bạn biết không? Thì đó là cái lý do tại sao mà mấy cái người mà người ta ăn cướp ăn trộm, người ta biết bạn có tiền là như vậy. Thì lúc kia bà xã của mình bà kẹt tiền, thì bà vô cái quầy mà tiếng Mỹ nó gọi là money exchange đó, currency exchange đó, bà đứng. Thì thường thường là Quốc giống như biết cái ở Sài Gòn nó có nhiều trộm cướp đó, Quốc cũng hơi đứng kiểu như guard đó, tiếng Mỹ nó gọi là guard đó, mình bảo vệ, mình đứng sau lưng bà xã mình để mình giống như mình làm cái bodyguard vậy đó. Thì mình thấy một cái người thanh niên kia trẻ lắm, bám vô đứng gần bà xã của mình, mà thay vì bước vô cái cửa đi giao dịch đi thì không có nói chuyện với cái người nhân viên ở trong, mà cái mặt á, thì nhìn quay qua nhìn theo dõi cái bóp của bà xã mình. Tại vì cái anh chàng này ảnh không có ngờ là ngoài bà xã mình ra còn có mình là một cái backup đó, cho nên mình mới biết được mọi chuyện á các bạn. Đó, đừng bao giờ ý yên nha các bạn. Ở Việt Nam nguy hiểm lắm, người ta bây giờ người ta cướp bạn bằng cách người ta tạt axit bạn luôn đó, để cho làm chi, để cho giống như là cho bạn bị mù bị đuôi lên rồi các bạn gượt người ta không nổi đó. Thì đại khái thì nó làm đủ mọi cách đó, đó để vì xã hội mà các bạn. Cho nên nhân tiện đây á, Quốc xin chia sẻ cho các bạn nào mà ở nước ngoài á, động động cái nói ở bên Việt Nam của mình có tiền ở sung sướng đâu này nọ lắm, các bạn đầu óc năm cạn lắm. Quốc, con người của Quốc rất là vui vẻ, Quốc ít có khi nào mà dùng cái lời nặng lắm. Nhưng mà khi mà Quốc dùng cái lời nặng là Quốc muốn giúp đỡ các bạn thôi, chứ Quốc không có muốn chửi xuyên chửi móc các bạn. Quốc muốn cho các bạn nghe cái lời, những cái lời lẽ Quốc nói nặng, các bạn giống như là wake up các bạn, cái bộ óc của các bạn lên, thức đánh thức tỉnh các bạn lên đó. Thì bây giờ Quốc dùng cái lời lẽ là dân trí của các bạn thấp lắm, ok, Quốc xin lỗi, Quốc nói đụng chạm, nhưng mà Quốc nói như vậy để cho các bạn tự mình reflect, tự mình nghiệm lại. Đừng có bao giờ mà chủ quan mà kiểu như nói ở Việt Nam có tiền là ngon lắm. Các bạn không có biết đâu, mấy cái người giàu ở Việt Nam á, là người ta cho con cái người ta định cư qua bên Mỹ du học, lấy chồng lấy vợ, người ta mua nhà mua cửa hết rồi. Những cái hãng xưởng mà các bạn thấy ở bên Việt Nam á, đó là cái vỏ, cái làm ăn, người ta làm ăn thôi, làm ăn được thôi đó. Cho nên á, đừng bao giờ mà nói có tiền ở Việt Nam sướng, cái môi trường ở Việt Nam á hả. Quốc xin lỗi, Quốc rất là yêu nước Việt Nam, Quốc không có muốn nói giống như là nói xấu về về cái quê hương của mình. Quốc rất là yêu yêu Việt Nam. Mà Quốc nói đây là cái môi trường sống đó, nó không có tốt nha. Là tại sao nó không có tốt là các bạn biết không? Từ cái nước á, các bạn không có để ý chứ. Cái nước á, nó làm cho các bạn bị ngứa ngáy rồi uống không được luôn. Đó. Cho đến ra đường bụi bặm nó làm cho mình bị bệnh. Các bạn nói nếu mà có tiền ở Việt Nam sướng, tội gì phải đi xuất ngoại, đi ra định cư ở Canada, Mỹ, Úc đồ này nọ vân vân. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn có cái suy nghĩ như vậy là các bạn không có thực tế, với các bạn dân trí của các bạn thấp, cho nên các bạn mới mới nghĩ. Các bạn nào mà có cái nghĩ như vậy là các bạn nên đi du lịch nhiều càng tốt. Không biết đi nước nào, đi du lịch để làm gì? Đi du lịch là để cho mình đi xa thì mình mới hiểu rộng được. Đó, tại vì lý do tại sao mà các bạn thấy ở Việt Nam mình bây giờ người ta có phong trào, người ta đồn nhau, người ta đi qua bên Thái Lan đồ này nọ, qua bên Nhật đồ, Đài Loan đồ vậy đó các bạn. Đó, đi nó đáng cái đồng.